Hôm nay đi vào về chai đi. Tiếp tục lượng đồ. Đây có hai cái đồng hồ số các bạn thấy không? Một cái là của Washington, một cái là Hà Nội. Đây là Sydney. Lấy một cái về sửa để bỏ trong nhà được vậy. Đây là cái gì? Ở đây thì có một cái súng gì đây nhỉ? Thấy lạ không? Đây có một cái khẩu súng như cái chuột này. Cái gì đây nè, không biết đó là cái gì luôn đấy. Một đầu USB đấy, một đầu là USB này, đầu thế này HD. Đây, cái báo thức này, khả năng là báo thức. Ui giời. Một cái bàn phím IBM to và nặng, rất to và rất nặng. Ui giời. Cái tầm cũng 3 kg. Hộp một máy in này. Cái gì? Đây là có cái gì, em vô em cắm thử cái này gì nhá, cắm thử lên nguồn em lấy cái này nha, cắm thử điện chút nha, em cắm thử cái xem lên không. Rồi các bạn, đây này, cái này mình cắm này nhá, cắm thì lên đằng này, nhưng mà lên nhưng mà điều nó không nhạy thì không không có chạy, về phải sửa thôi. Lấy cái này này, ok. Rồi bye các bạn nhé, clip của mình đến là kết thúc, hẹn các bạn ở những clip sau, bye bye.